Audio Jungle. Audio Jungle. Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái súng bắn keo silicone và cách để chúng ta có thể dùng keo silicone để chúng ta có thể dán. Thì trên thị trường có rất nhiều hãng keo và rất nhiều chủng loại, thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu các chủng loại cho các bạn. Nhưng trước đầu tiên thì các bạn sẽ cần một cái súng bắn keo, đúng không ạ? Nó cũng rất là rẻ thôi. Hai là cần có một hộp keo silicone. Và khi bán mỗi đi theo mỗi cái hộp keo thì nó bao giờ cũng có một cái đầu như này để chúng ta có thể bắn được. Tiếp theo là các bạn cần một con dao, dao chổ cũng được, dao dị cũng được, hoặc là một cái kéo để chúng ta cắt. Thế thì sau khi mà chúng ta đã có dao rồi, chúng ta sẽ sử dụng dao, sau đó cắt cái đầu nó đi. Đấy, cắt nó đi. Thì đây là nó đầu nhú ra, tôi đã cắt rồi, thì các bạn nhìn thấy này, nó đã hở, đúng không ạ? Thế bây giờ để sử dụng thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ tháo cái này ra. Thì cách tháo và cắt nắp như sau. Thứ nhất là tôi sẽ giới thiệu về cách tháo, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bấm nó xuống, sau đó rút nó ra, rút mạnh như vậy là đã ra. Thế bây giờ là để có thể là lắp vào thì chúng ta sẽ sử dụng cái đầu này và chúng ta sẽ lắp nó vào, xoáy nó vào. Sau khi xoáy nó vào rồi, chúng ta sẽ nắp. Sau đó chúng ta sẽ dí nó vào. Rồi. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng dao hoặc dùng kéo để cắt cái đầu này. Thì trước khi mà cắt thì tôi khuyên các bạn như này, cắt cái đầu này to hay nhỏ thì các bạn phụ thuộc vào cái diện tích bạn muốn dán, đúng không ạ? Thì bạn xem cái khoảng cách, tức là ví dụ cái khoảng cách này dán bề mặt này hoặc bề mặt kính thì chúng ta cắt nhỏ thôi, đỡ tốn keo, đúng không ạ? Đấy, cái bề mặt này hoặc bề mặt tường mà nó to thì chúng ta sẽ cắt ở đây to, càng sâu xuống thì nó lại càng to, lượng keo ra sẽ lại càng nhiều, đúng không ạ? Thì đó là cái cách để chúng ta có thể cắt. Thế thì khi mà cắt đấy thì các bạn nên cắt là chéo, tức là nghiêng độ khoảng 30 đến 45 độ. Đấy. Để làm sao để chúng ta đầu này này, chúng ta miết xuống này, miết thì đầu trên này này là nó làm mịn luôn, chúng ta đỡ phải vuốt lại. Thì đó là cái cách để chúng ta có thể là cắt. Thì chúng ta sau khi mà đây tôi sẽ cắt, đây là tôi cắt rồi, tôi cắt lại này. Đấy, cắt chéo một cái, được không? Sau đó là chúng ta xoay, nó đang ở vị trí bất kỳ thì chúng ta sẽ xoay. Đấy, làm sao mà nó như này để nó miết. Thì chúng ta sẽ bóp nhẹ và keo nó sẽ ra và chúng ta sẽ dán. Ở đây thì một bạn kỹ thuật sẽ dán trên một cái tấm alu. Đó. Khi mà thi công cho một cái gác xếp, chúng ta có thể dán rất nhiều bề mặt nhé. Tuy nhiên thì trước khi mà dán thì tôi đưa ra một số những cái nguyên tắc cần lưu ý để đảm bảo an toàn khi sử dụng súng bắn keo. Thì thứ nhất là sau khi sử dụng xong thì các bạn có thể để như này được, hoặc là dùng cái đinh vít chúng ta nhét để kín đầu này. Lúc nào mà tức là lượng keo ở trong đây vẫn còn ấy,
thì chúng ta sẽ nhét kín, bịt kín vào. Lúc nào dùng thì chúng ta lại rút cái đinh vít ra, hoặc là để cái này thì nó sẽ chết một đoạn ở đây, thì chúng ta nhổ cái lớp keo chết đấy đi, khô đi, thì chúng ta lại dùng như bình thường. Và khi mà bắn thì chúng ta bắn nhẹ từ từ thôi, nó ra từ từ thôi, chúng ta đi từ từ chứ không nên bóp cố là nó sẽ phòi ra, rất là lãng phí keo. Tiếp theo đó là cái nguyên tắc là không tháo rời cái cò súng ra khỏi súng. À, tức là chúng ta khi mà vẫn còn lượng keo thì chúng ta sẽ không không tháo rời cái cò súng ra khỏi súng. Tiếp theo là cái nguyên tắc là không để súng ở cái môi trường ẩm ướt hoặc là có nước. À, có nước thì không nên chúng ta không nên đặt vào, đúng không ạ? Không đặt khẩu súng chổng ngược, đúng không ạ? Tiếp theo là lưu ý là để súng ngoài tầm tay của trẻ em. Khi sử dụng thì phải xem cái hướng dẫn an toàn, đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem các loại keo và chúng ta sẽ thực hành nó là bơm keo và dán keo. Giá của cái keo dính silicone là bao nhiêu? Thì với thời điểm hiện tại thì nó rơi khoảng dao động trên dưới 30.000 trên một lọ. Đó, trên dưới 30.000 nhá. Thì cũng có nơi bán 30.000, có rất nhiều hãng cho các bạn lựa chọn này, hãng Apollo, hãng Hitachi rồi rất nhiều hãng đúng không ạ? Thì các bạn có thể ra cửa hàng uy tín để mua keo thật, đúng chất lượng, đúng không ạ? Và được bảo hành. Thế thì cái keo dán silicone ấy thì nó có rất nhiều công dụng, mà nhiều bạn có hỏi là cái keo A100 để làm gì, A200 làm gì, rồi A500, 600 để làm gì, vân vân. Thì ở đây thì hầu hết các loại keo ấy thì các bạn đã biết ấy, thì đó là cái nguyên liệu để sử dụng trong cái xây dựng, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể dán nhôm, đồ gốm, gỗ, kính, bể cá, vân vân. À, cái đặc tính của nó là axit này, độ đàn hồi cao này, độ bám dính cực mạnh này, khô nhanh. Đấy, thì lại có bạn hỏi là thế thì thời gian khô của nó là bao nhiêu lâu? Thì xin trả lời là tùy loại keo nhé, và lát nữa chúng ta sẽ được biết. Nó dao động từ 6 tiếng rồi là 24 tiếng tùy loại, đúng không ạ? Thì cách sử dụng thì như vừa tôi đã nói rồi, đúng không? Và đặc biệt lưu ý là các bạn phải làm sạch cái bề mặt trước khi mà sử dụng. Và chúng ta sẽ phải che kín những cái phần mà không cần bôi keo á, bằng cái băng dính hai mặt, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta muốn dán thẳng
da có thể sử dụng bằng kính hai mặt, sau đó dán xong rồi bóc ra thì nó thẳng tắp luôn, đúng không ạ? Và đặc biệt là chú ý này, nếu da hoặc mắt mà tiếp xúc với sản phẩm thì ngay lập tức phải rửa bằng nước sạch. Không sử dụng sản phẩm này cho các mục đích như y học, đấy, không tiêm vào cơ thể người. Đấy, sử dụng trong cái khu vực thông gió, cái mùi của nó rất là đặc trưng đúng không? Nên chúng ta dán phòng ngủ là chúng ta phải dán trước độ khoảng 6 tiếng không để nó khô đi, xong bắt đầu chúng ta bật quạt thông gió các kiểu cho nó thoáng gió rồi nó khô nhanh thì chúng ta sẽ đỡ phải ngửi cái mùi rất là khó chịu đúng không? Tất nhiên là một số loại năng lượng tôi giới thiệu thì nó không mùi, nhưng mà tốt nhất là chúng ta cho nó khô thì chúng ta mới bắt đầu sử dụng. Và lưu ý nữa đó là tránh xa tầm tay của trẻ em đúng không? Và một cái lưu ý tiếp theo nó là bảo quản. À, giữ và quản là cái nhiệt độ từ 5 độ C cho đến 25 độ, còn cao quá thì nó đôi khi nó tự khô cái nọ keo của chúng ta đúng không ạ? Tránh ánh sáng trực tiếp của mặt trời, thời hạn là sử dụng của nó là rơi khoảng là 12 tháng đúng không ạ? Có in trên 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 cái chai. Ở đây tôi có rất nhiều hãng, ở đây tôi có thể giới thiệu sơ qua, ví dụ hãng Apollo chẳng hạn, Acrylics A100, chúng ta gọi thông thường nó là A100, thì nó là cái chất để mà chám chét một cái thành phần với cái công thức đặc biệt sử dụng để chám hay là chúng ta hay chát chít đấy đúng không ạ? Những cái khe hở của cái vành đai cửa bề mặt trong cái tường và những cái mối nối ấy, của cái gạch ngói, rồi là có thể sử dụng cho cả cái mục đích ở bên trong và bên ngoài trời đúng không ạ? Trong nhà cũng được, ngoài trời cũng được, bề mặt không có bị bẩn, ố bẩn hoặc là bạc màu đúng không ạ? Tuổi thọ thì tối thiểu là chúng mình khoảng 20 năm. Thì cái A100 này có khả năng bám dính đặc biệt bất kỳ trong cái bề mặt, đòi hỏi cái độ bám dính mềm dẻo và bền chắc như cái hệ thống là ống dẫn tàu thuyền đấy, tòa nhà vân vân đúng không ạ? Tiếp theo là cái A200. A200 thì khả năng được kết dính, tức là đặc biệt là sử dụng cho cái bể cá nhỏ bằng kính đúng không ạ? Tiếp theo là A300 thì thích hợp để dán trên các bề mặt nhỏ cũng là bằng kính đúng không ạ? Là mặt nhỏ thôi. Tiếp theo là A500 thì ở cái A500 này lại thích hợp để dán các bể cá nhỏ rồi là bằng kính vân vân, nó cũng tương tự giống nhau đúng không ạ? Thế nhưng một số nó khác một chút đúng không ạ? Đó là cái glass and metal là ứng dụng thông thường, là tức là cái này nó mang cái tính trên là cái công nghiệp cao, nó thích hợp với mối nối chống thấm đúng không ạ? Trên hầu hết các vật liệu xây dựng để tùy loại chúng ta có thể sử dụng. Thế thì tiếp theo là cái A600. A600 thì thích hợp để sử dụng cái công trình nội thất đúng không ạ? Ở nội thất thì rất hay sử dụng cái A600 này, cái frame đúng không ạ? Thì những cái này thì các bạn có thể là muốn dán cái gì thì cũng có thể ra cửa hàng hỏi là chúng ta cũng biết, hoặc chúng ta tìm hiểu qua đây các bạn biết bán cho tôi loại A bao nhiêu đúng không? Và thứ bảy đó là thích hợp hầu hết các nguyên vật liệu xây dựng. Nha. Loại số 8 là chúng ta cũng sử dụng trong cái nguyên vật liệu xây dựng, chịu sự chấn động, giảm tiếng ồn và giữ nhiệt tốt, khả năng kết dính rất là cao và có thể cắt phủ cát đấy, chát thạch cao và sơn. Đó, có rất nhiều loại như thế. Thì
Mỗi loại thì nó lại có cái mức giá khác nhau, thông thường thì đắt hơn mấy nghìn thôi. Nếu chúng ta không biết thì các bạn có thể hỏi người tư vấn và bán, đúng không ạ? Các bạn để xem những video tiếp theo và nhiều hướng dẫn tiếp theo thì các bạn hãy bấm vào đăng ký kênh, sau đó bấm vào nút chia sẻ và đặt câu hỏi phía dưới video. Nếu không có câu hỏi thì các bạn có thể để lại một lời ok.